Quý vị thân mến, chế độ Diệm ban đầu do Mỹ dựng lên và hậu thuẫn, nhưng do anh em Diệm Nhu có những động thái chống lại sự can dự trực tiếp của Mỹ, không quản trị đất nước theo mô hình Mỹ mà lại xây dựng một chế độ độc tài, gia đình trị, không đoàn kết được toàn dân, nên Mỹ đã thẳng tay loại bỏ. Với cái chết của Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu, cuộc đảo chính được coi là bước ngoặt cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam, đánh dấu chế độ này suy yếu và lệ thuộc vào Mỹ. Trong video này, chúng ta cùng phân tích những sai lầm chí tử của Ngô Đình Diệm khiến Mỹ phải loại bỏ ngay ông ta. Những sai lầm của Ngô Đình Diệm làm Mỹ thất vọng và quyết định loại bỏ ông ta. Sau Hiệp định Geneva 1954, giới lãnh đạo Mỹ sắp xếp để Ngô Đình Diệm nắm quyền ở Sài Gòn với hy vọng ông sẽ nghe theo, nhưng rồi muộn màng nhận ra rằng họ không thể kiểm soát ông. Trong khi người Mỹ lo ngại về Diệm thì bản thân ông cũng lo ngại về người Mỹ. Mỹ không thể thay đổi được gì trong nỗ lực buộc Diệm phải thực hiện những cải cách theo ý mình. Người Mỹ xem những viện trợ kinh tế và sự có mặt ngày càng tăng về quân sự của mình như là điều kiện tiên quyết, nếu không phải là một bảo đảm cho cải cách phải có để thắng tại cuộc chiến ở Việt Nam. Diệm chấp nhận những hỗ trợ về quân sự kinh tế nhưng vẫn làm theo ý mình và không sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của Mỹ. Bất chấp những cảnh báo, Diệm vẫn tiếp tục giải quyết thiếu khôn ngoan đối với phong trào chống đối chính quyền họ Ngô. Cách thức này đã làm cho mục tiêu chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam đứng trước nguy cơ thất bại. Dần dần, chế độ Diệm đã loại trừ mọi đối lập chính trị và tạo nên một khoảng trống quyền lực ở miền Nam Việt Nam, khiến người Mỹ không có sự lựa chọn nào khác ngoài chính quyền hiện hữu. Vì vậy, người Mỹ buộc phải bơi, nếu không sẽ chìm cùng với Diệm, cho dù chế độ này ngày càng mất lòng dân. Giới chức Mỹ hầu như chưa bao giờ tìm thấy một giải pháp hoàn hảo cho miền Nam Việt Nam. Những ý định thay Diệm xuất hiện ngay khi ông lên cầm quyền vào năm 1955 cho đến khi nó trở thành hiện thực vào năm 63. Và cái gì đến cũng phải đến. Ngày 1 tháng 11 năm 63, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm cùng em trai là Ngô Đình Nhu bị sát hại trong một cuộc đảo chính các tướng lĩnh bất đồng chính kiến trong quân đội miền Nam Việt Nam. Sau cuộc đảo chính này, Hội đồng Quân nhân Cách mạng miền Nam do Dương Văn Minh đứng đầu lên nắm quyền. Dù nhận thức được rằng các tướng lĩnh đang lên kế hoạch đảo chính và gửi lời rằng Hoa Kỳ sẽ không can thiệp, Tổng thống Mỹ bấy giờ là John Kennedy vẫn choáng váng trước vụ sát hại anh em Diệm Nhu. Tuy vậy, có rất ít người dân miền Nam Việt Nam chia sẻ với ông ta cảm giác này. Do Diệm vốn không được sự ủng hộ, nhất là trong giới Phật tử. Trên thực tế, nhiều người ở Sài Gòn còn vui mừng trước cái chết của ông ta. Tờ Ivestia của Liên Xô bày tỏ sự hài lòng trước cái chết của Diệm trong khi khẳng định rằng những con rối mới của Mỹ đã lên nắm quyền. Sau đảo chính, Đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge đã gọi các tướng lĩnh nổi dậy đến văn phòng của mình để chúc mừng họ và gửi điện tín cho Tổng thống Kennedy để thông báo rằng với sự ra đi của Diệm và Nhu, triển vọng cho một cuộc chiến tranh ngắn hơn của Mỹ ở Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Vậy rút cục Ngô Đình Diệm đã phạm phải sai lầm gì mà khiến Mỹ mất lòng đến cùng cực như vậy? Quay trở lại thời kỳ Diệm mới lên nắm quyền, sau khi phế truất quốc trưởng Bảo Đại, Diệm ra sức bình định các cuộc nổi loạn, đẩy các giáo phái chống đối và hàng ngũ tạm thời có trật tự. Điển hình như cuộc nổi loạn Bình Xuyên, nhóm phản kháng Nguyễn Văn Hinh, nhờ đó mà uy tín của ông Diệm tăng lên rất cao. Truyền thông báo chí Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu quay sang, tỏ vẻ ủng hộ Ngô Đình Diệm. Người Mỹ thấy hài lòng và bắt đầu đặt niềm tin vào kẻ tay sai này. Tuy nhiên, bên trong con người Ngô Đình Diệm lại là một kẻ cao ngạo. Sự thành công mỹ mãn trên con đường quan lộ một cách sớm sủa khiến ông ta trở nên tự tin thái quá. Hơn nữa, ông luôn có những quyết định mà theo giới sử gia thì đúng nghĩa là gia đình trị. Từ những yếu tố trên, Ngô Đình Diệm bắt đầu bộc lộ những trượt dài vào những sai lầm nghiêm trọng. Tính cách Ngô Đình Diệm. Theo Trần Văn Đôn, Ngô Đình Diệm khá kỹ tính trong sinh hoạt hàng ngày. Tuy bề ngoài có vẻ điềm đạm nhưng lại rất nóng tính, ông Đôn kể. Có một hôm tôi vào dinh, thấy thức ăn, cơm canh văng tung tóe dưới sảnh, người bồi đang lau dọn. Sau khi trò chuyện với ông Diệm xong, tôi quay ra hỏi tùy viên có chuyện gì xảy ra, thì được biết ông Diệm hất đổ mâm cơm vì thiếu một món mà ông ta thích. Ngô Đình Diệm vốn chẳng được lòng dân hay cấp dưới, nên xung quanh ông ta có nhiều kẻ thù. Do vậy, mỗi lần đi công tác nơi nào, ông ta đều dùng cơm riêng đã nấu sẵn mang theo. Ông ta sợ bị ám sát đầu độc. Đầu bếp kề cận ông ta là một người đồng hương gốc Huế do Ngô Đình Cẩn tuyển chọn và gửi vào. Ông Diệm không có thói quen dùng các loại đồ uống có chất kích thích như rượu bia,
ông ta thích uống trà hơn. Là người đứng đầu một tổ chức chính trị nhưng Ngô Đình Diệm nói năng hành xử khá lỗ mãng, mang hàm ý coi thường những người thuộc cấp. Ví dụ, ông ta toàn gọi những tướng tá sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa bằng thằng. Có lẽ chỉ có mỗi Tổng Tham mưu trưởng Lê Văn Tị là ông ta gọi bằng ngài, Trần Văn Đôn được gọi khách khí là ông. Sở dĩ hai người này có sự ưu ái như vậy là bởi ông Diệm tôn trọng ông Tị bằng cả tấm lòng thật, còn gia đình ông Đôn thì có công cưu mang Ngô Đình Diệm khi ông ta lâm vào cơn bĩ cực trước lúc nắm quyền. Ngô Đình Diệm luôn thích đề cao bản thân mình nên hẳn rất thích những bộ trưởng dân sự biết cách dẻo mò nịnh hót. Kỳ quặc hơn, ông Diệm hiểu rõ bản thân mình cần quân đội nhưng lại luôn tỏ ý coi rẻ trình độ của quân đội. Không những thế, ông ta còn phân biệt cá nhân theo vùng miền. Kiểu như chỉ thích những người đồng hương gốc Huế. Ngô Đình Diệm thường nói, chỉ có dân miền Trung mới có khả năng lãnh đạo quốc gia, dân miền Bắc hợp với buôn bán, còn dân miền Nam chỉ làm tướng võ biển. Luôn đề cao bản thân nên cách hành xử của ông ta cũng cao ngạo và độc đoán. Ông ta tự cho mình cái quyền coi chính thể Việt Nam Cộng Hòa là quốc gia thuộc sở hữu của riêng ông ta và gia đình. Ông ban phát bổng lộc cho thuộc cấp theo ngẫu hứng, bất chấp năng lực, tình hình thực tế. Không có gì là quá ngạc nhiên khi nhiều sử gia gọi Việt Nam đệ nhất Cộng Hòa là Ngô Triều hay gia đình chị. Theo nhiều hồi ký của các tướng lĩnh dưới thời ông Diệm kể lại, thì khi vào cửa tam quan ở các đền thờ vua chúa, ông Diệm thường nói, các ông đi cổng hai bên vì cổng giữa chỉ có vua mới được đi. Chúng ta phải tôn trọng nguyên tắc này. Và thế là ông đi vào cổng giữa. Ví như chuyện xây dựng dinh độc lập và ý muốn rời thủ đô Sài Gòn lên cao nguyên đã khiến ông Diệm trở nên xa cách với các tướng lĩnh, kể cả Trần Văn Đôn thân thiết là thế mà còn phải bất mãn với mức độ độc đoán này của Ngô Đình Diệm. Trong số các anh em, người được ông Diệm coi trọng nhất là Ngô Đình Nhu, người được cưng chiều nhất là Ngô Đình Cẩn, còn người hay bị ông giày già nhất là đại sứ lưu động Ngô Đình Luyện. Ông Diệm cưng yêu ông Cẩn vì ông Cẩn thay mặt anh em ông chăm sóc mẹ ruột ở Huế. Ông Nhu được xem như bộ não của ông Diệm. Còn ông Luyện mất điểm với ông Diệm khi ông Luyện úp mở. Nếu điều hành kiểu này, Việt Nam Cộng Hòa sẽ sụp đổ. Ông Diệm giận ông Luyện vì cho rằng ông tin lời các phần tử trí thức bất mãn về chế độ tại Sài Gòn. Với ông Nhu, ông Diệm trọng đến độ khi ông Diệm trả lời phỏng vấn ký giả Pháp phải gọi điện thoại cho ông Nhu để hỏi ý kiến xem nên trả lời như thế nào. Ông Nhu sẽ hướng dẫn cho ông Diệm từng chút một. Suốt 9 năm ông Diệm cầm quyền tại miền Nam, rất nhiều người đã nghĩ chính Ngô Đình Nhu mới là lãnh đạo thật sự. Còn với người anh Ngô Đình Thục, ông Diệm đặt hết sự tin tưởng của mình vào vị giám mục này. Ông hay gọi ông Thục bằng danh xưng kính trọng Đức Cha. Ông Diệm thường nói, cả thế gian này có thể lừa dối tôi, người thân của tôi cũng có thể lừa dối tôi, nhưng riêng Đức Cha thì không bao giờ lừa dối tôi. Ông Diệm cũng thực tâm quý mến bà Trần Lệ Xuân là vợ của ông Nhu. Ông Diệm không có vợ, cũng không để ý đến nữ nhân nào khác. Mặc dù không thích những hành động thái quá của bà Xuân, nhưng ông Diệm chỉ giày la theo kiểu trong nhà, anh chồng mắng em dâu, còn trước mặt mọi người, ông vẫn bảo vệ bà Trần Lệ Xuân hết mực. Nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ, người xuất sắc ẩn mình ở vị trí cố vấn cho gia đình Ngô Tổng thống, luôn kề cận và được ông Diệm tin yêu vì ông có vỏ bọc là một tín đồ Công giáo. Tình báo Nhạ từng kể rằng, anh em Ngô Tổng thống coi tôi như người ruột thịt. Một hôm họp gia đình có đủ Ngô Đình Thục, Ngô Đình Nhu, Lệ Xuân, Ngô Đình Cẩn và tôi. Ngô Đình Diệm tự đặt biệt danh 5 con rồng cho 5 anh em. Ông bảo, từ nay Ngô Đình Thục là Hồng Long, Ngô Đình Diệm là Bạch Long, chú Nhu là Thanh Long, chú Cẩn là Hắc Long, thầy hai, tức tình báo Vũ Ngọc Nhạ là Hoàng Long. Đã là anh em trong nhà, thầy hai không cần phải ý tứ gì. Sự thất vọng của người Mỹ. Ngoài việc dung dưỡng cho những cá nhân trong gia đình như Ngô Đình Thục, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, Trần Lệ Xuân mặc sức hoành hành, ông Diệm còn có những động thái bảo vệ quyền lợi của cá nhân đó một cách cực đoan, bất chấp tất cả. Ngay cả việc điên cuồng chống lại những người cộng sản từ miền Bắc cũng cho thấy sự bấn loạn của Ngô Đình Diệm trong giai đoạn ông ta cầm quyền. Với đạo luật 10/59 lê máy chém khắp miền Nam, ông ta đã không đập tan được ý chí của người dân trong việc chống đối ông. Thay vào đó, ông gieo rắc nỗi sợ hãi, hoài nghi vào cái mà ông ta gọi là chính nghĩa quốc gia. Chính từ sự quá khích này, ông Diệm ngày càng khiến người Mỹ thất vọng, và đây có thể là sai lầm trọng yếu dẫn đến sự kết thúc của Việt Nam đệ nhất Cộng Hòa. Với những gì diễn ra tại miền Nam trong giai đoạn này, đặc biệt là cuộc đảo chính hụt vào ngày 11 tháng 11 năm 60, cho thấy rằng tất cả những biến động lớn trên chính trường Việt Nam Cộng Hòa đều phải có được cái gật đầu của người Mỹ. Bất chấp trước đó, người Mỹ nhìn nhận rằng ông Ngô Đình Diệm là một con rối, nhưng con rối ấy tự giật dây mình và giật dây luôn cả chúng ta. Cố vấn Edward Landells
là kẻ đóng vai trò đạo diễn cho màn kịch chính trị công diễn từ những ngày đầu Diệm mới chân ướt chân ráo về Việt Nam. Ông ta là một chùm CIA ở Đông Dương. Suốt ngày Lansdale lui tới dinh Norodom để bàn mưu dẹp các nhóm vũ trang Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo. Ông ta tỏ ra rất có hảo ý với Ngô Đình Diệm. Bản thân ông Ngô Đình Diệm cũng có tình cảm sâu sắc với ông Lansdale. Họ coi nhau là bạn. Edward Lansdale có hảo ý với Ngô Đình Diệm đến độ ngày 30 tháng 1 năm 61 về Mỹ được 2 tuần sau chuyến công du tại Việt Nam. Ông ta đã viết một lá thư riêng gửi cho Ngô Đình Diệm với hy vọng ông Diệm sẽ chân thành nghe theo lời khuyên của ông. Trong bức thư đó có những đoạn ông ta miêu tả chi tiết kế hoạch lấy lại lòng dân đến độ ông Diệm chỉ cần làm theo là ngay lập tức có thể thu phục nhân tâm, cải thiện tình hình. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, với một cá nhân độc tài như ông Diệm thì quá khó để nghe lời chỉ dạy từ một người không phải là người trong thân tộc họ Ngô. Có một số tư liệu kể rằng sở dĩ Lansdale hết lòng với gia đình họ Ngô như vậy là bởi đã ăn nằm với bà Trần Lệ Xuân suốt thời kỳ ở Việt Nam. Những người trước đây từng dốc lòng giúp Diệm tìm kiếm sự ủng hộ của nước Mỹ cũng đã bắt đầu cảm thấy chán ngán với tính cách cũng như việc điều hành chính sự của ông ta. Điển hình như thượng nghị sĩ Mike Manfred. Sau chuyến đi thị sát tại Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 12 năm 62, ông ta đã viết một bản phúc trình, đệ trình Tổng thống Mỹ thời điểm này là Kennedy, trong đó cho rằng chúng ta nên rút hết quân tại miền Nam Việt Nam để khỏi rơi vào một cuộc chiến tranh tuyệt vọng. Không chỉ dừng lại ở bản phúc trình đầy bất lợi cho ông Diệm, ông nghị sĩ này còn liên tục trực tiếp gặp Tổng thống Mỹ để trình bày ý kiến của mình. Ở lần gặp tiếp sau đó, Tổng thống Kennedy đã đồng ý với ông Mike rằng Mỹ sẽ rút hết cố vấn quân sự ra khỏi miền Nam Việt Nam. Nhưng về sau, Tổng thống Mỹ đã không thể thực hiện ngay lời đồng ý của mình. Cho đến mãi sau năm 1965, Mỹ mới có dấu hiệu rút dần cố vấn quân sự Mỹ về nước. Thêm một cố vấn cao cấp khác từng ủng hộ Diệm là Woods Lenzinski bắt đầu có động thái xa lánh quay lưng với Diệm. Thay vì nói những lời tốt đẹp về Diệm, ông ta quan tâm nhiều hơn đến những chính sách thái quá, sự yếu kém trong chính quyền của Ngô Đình Diệm. Để cứu vớt người bạn mà mình yêu quý, cố vấn Lansdale tha thiết thỉnh cầu chính phủ Mỹ cho phép ông được trở lại Việt Nam để làm việc thêm lần nữa với Ngô Đình Diệm, nhưng thỉnh cầu này đã không được chấp thuận. Từ những tác động kể trên, Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua đại sứ Doug Brown liên tục kêu gọi Ngô Đình Diệm phải kiềm chế, cải thiện các điều kiện chính trị và bộ máy hành chính, nhưng đều không có kết quả. Ngô Đình Diệm và gia đình ông ta không thể thay đổi. Ngày 11 tháng 11 năm 60, Sài Gòn xảy ra đảo chính, Diệm Nhu may mắn thoát nạn. Sau vụ đảo chính hụt này, Ngô Đình Diệm càng rốt ráo thực hiện những chính sách độc tài, mạnh tay hơn với những thành phần đối lập, kiểm soát sự trung thành của quân đội. Ngày 27 tháng 2 năm 1962, hai phi công Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc điều khiển máy bay oanh tạc Dinh Độc Lập. Vụ oanh tạc này khiến một nữ hầu cận của bà Trần Lệ Xuân thiệt mạng. Bà Xuân bị thương nhẹ, còn anh em ông Diệm vẫn an toàn. Vài tháng sau, Phủ Tổng thống phát đi công văn của Ngô Đình Diệm yêu cầu các nơi phải yểm trợ trong việc xây dựng lại Dinh Độc Lập. Ngày 5 tháng 7 năm 63, 19 quân nhân trong vụ đảo chính ngày 11 tháng 11 ra Tòa án Quân sự Đặc biệt Sài Gòn. Ngày 8 tháng 7, cũng Tòa án Quân sự này tiếp tục xét xử 35 đảng viên trong các đoàn thể, tôn giáo đã ủng hộ cuộc đảo chính ngày 11 tháng 11. Sau mỗi lần bị đảo chính chống đối, Ngô Đình Diệm lại càng thẳng tay đàn áp phe đối lập lẫn bất kỳ ai có ý định phản kháng ông ta. Không chỉ Ngô Đình Diệm mà cả gia đình nhà ông ta đều như vậy. Người Mỹ đã hoàn toàn bất lực trước các quyết sách của ông Ngô Đình Diệm. Tháng 11 năm 1963, Mỹ phát động cuộc đảo chính quân sự, đã được vạch kế hoạch và chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, khiến Ngô Đình Diệm chết thảm ngay dưới bàn tay độc địa của chính chủ của mình. Sau khi anh em họ Ngô bị bắn chết, ngày 2 tháng 11, Bộ Ngoại giao Mỹ có chỉ thị cho lãnh sự Mỹ ở Hối Giang cần phải cho Ngô Đình Cẩn tị nạn nếu sinh mạng của ông ta bị nguy hiểm do bất cứ phía nào. Ngày 5 tháng 11, tức là chỉ một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ có công điện hỏa tốc gửi đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, tướng Đỗ Cao Chí xuất hiện trước lãnh sự quán Mỹ ở Huế nói ngắn gọn: "Các ông giao Ngô Đình Cẩn cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ không đảm bảo sự an toàn cho lãnh sự quán." Sau khi xin lệnh của Washington, phía lãnh sự quán Mỹ đã giao Ngô Đình Cẩn cho tướng Chí kèm theo lời đề nghị: "Các ông có quyền xét xử nhưng không được phép xử tử ông ấy." Chính đại sứ Mỹ Cabot Lodge cũng đã trấn an Washington rằng ông Cẩn sẽ không bị xử tử. Thế nhưng vào ngày 22 tháng 4 năm 64, Ngô Đình Cẩn đã bị chính quyền mới kết án tử hình và bị xử bắn vào ngày 10 tháng 5. Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn đều bị sát hại bởi nhóm đảo chính.
bởi cả nhóm tướng lĩnh đảo chính lẫn người Mỹ đều sợ ngay mà gia đình họ Ngô có thể lật ngược thế cờ. Người Mỹ không muốn để lại hậu họa, bởi họ thừa biết Ngô Đình Diệm năm 63 đã không còn là Ngô Đình Diệm của những năm trước đó. Ông Diệm thời điểm năm 63 như một con hổ đã bị tước hết vuốt lẫn cách gọn nanh. Quý vị thân mến, sự thành công quá sớm trên con đường quan lộ biến ông thành một cá nhân cực kỳ tin vào quyết định của chính mình. Thêm nữa, ông luôn có những quyết định mà theo giới sử gia thì đúng nghĩa là gia đình trị. Đây cũng là một trong ba yếu tố khởi nguồn cho những sai lầm không thể sửa chữa của Ngô Đình Diệm. Và sau đó, người Mỹ hoàn toàn bất lực trước quyết sách của Ngô Đình Diệm. Đại sứ Dobrow ngửa mặt than, cần phải có người thay thế ông Diệm trong tương lai gần.